lại là mùi ẩm mốc. Bạn nghĩ quần áo có mùi ẩm mốc chỉ là do độ ẩm cao? Sai rồi. Tuy bạn không thấy được, nhưng vết bẩn vô hình còn sót lại sẽ gây ra mùi ẩm mốc. Liệu Ariel Power Gel mới có thể loại sạch? Công thức làm sạch 3D của Ariel đánh bay vết bẩn gây mùi ẩm mốc mà không dùng chất tẩy. Sạch rồi. Sạch luôn cả những vết bẩn vô hình. Sạch vết bẩn, sạch mùi. Ariel lại sạch cả vết bẩn vô hình gây mùi ẩm mốc.